Đấy, bên là đẹp. Chờ đi. Đấy. Đẹp chưa? Đây ông thầy đấy, ông thầy năm đây tầm cũng sinh sát 70, ông sinh năm 51 hay sao đấy. 51 52. 51 thì coi mà hơn thì ngoài 70. 70. Tân Mão năm nay 73. Bữa nay cũng gút nặng rồi. Uống rượu cũng khá lắm. Rồi, cho gửi xe đấy nhá. Tao bắt cảnh ông 72 thế thôi là ông vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đứng ở trước phủ dày làng Vân Cát. Đấy. Đi vào phủ. Vâng. Đây, phía trước phủ là có cái hồ sen và giữa hồ có cái nhà gọi là thủy lâu. Bên ngoài thì có cái sân đậu xe rất là rộng. Tôi và bác Hải ra vừa gửi xe vào mấy chỗ bác này. Cổng Ngũ Quan, để đi vào phủ chúng ta phải qua cái cổng Ngũ Quan. Đây là nhà thủy lâu ở ngay giữa hồ sen. Một cây gạo ở bên ngoài. Cây gạo mùa này rất là xanh tươi. Cây gạo thường ra hoa vào tháng Giêng, ra Tết âm lịch. Đây là lầu cô. Rất là nhiều du khách thập phương đến với phủ. Thank you.
Thank you.
Trước mặt chúng ta là một cây nhãn cổ. Phía bên này là thờ Phật. Phía bên trái của phủ là thờ Đức Thánh Trần. Còn bên này là thờ Phật. Vâng, chúng ta vừa chứng kiến buổi trầu, buổi hầu đồng tại phủ Đức Thánh Mẫu ở làng Vân Cát, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Vào xem các cô, các cậu thực hiện hầu đồng rất là thú vị. Nhạc dân gian rất là sôi động và hay. Lễ hầu đồng là một nét đặc sắc của Việt Nam, một di sản văn hóa thế giới. Khi chúng ta bước vào hầu đồng, chúng ta có cảm giác lâng lâng và gần như là phiêu tán hết nỗi ưu phiền trong cái nền nhạc, nghe rất là du dương và có một ít thần bí trong cái điệu nhạc của hầu đồng. Đặc biệt là khi các cô, các cậu vung tiền lộc cho những người tham dự hầu đồng là cái khoảnh khắc rất là thú vị. Ai cũng giành lấy cái phần lộc của mình. Để cho phong
năm rồi. Gọi bác Hải già ra. Chúng ta sẽ sang lăng mộ của Đức Thánh Mẫu. Để mà tham gia hầu đồng, chúng ta phải trải qua rất nhiều lượt hầu, rất nhiều giá, gọi là nhiều giá. Tôi không nhớ là bao nhiêu giá, nhưng có thể là 8 hoặc là 12. Ô, em đang định ra đây để gọi cho bác Hải đây. À, hầu đồng thì thường là bao nhiêu giá bác nhỉ? 36 giá, giá hầu. À, nếu mà hầu đủ thì là phải 36. 36 phải mất mấy ngày ấy? Không, một người đi. Tức là cứ đi từ ngoài vào trong, theo cung bậc thế. Ba cung. Ờ, thấy bốn cung như nhỉ? Đúng rồi, đi từ ngoài vào. Bốn cung, 36 giá. Không. Đây đang hỏi mấy bác, mấy bác ở ngoài đây. Không, tùy nhu cầu thôi đúng không? Tùy nguyện vọng thì có thể là, nhưng mà tối thiểu phải là 8 nhỉ? Không. Cho người hầu đăng ký bao nhiêu giá đúng không? 36 giá, giá hầu đồng. Tức là 36 cung bậc đấy. Để lên tới thánh. Đúng rồi. Giá cô, giá cậu, rồi chầu này, chầu kia, bà này, bà kia đúng không? Cậu cô bao nhiêu, cậu bao nhiêu, cô bao nhiêu. Rồi chầu bà, chầu em nữa. Đây, mời bác trông giữ xe trong ban quản lý của phủ. À, đi về chỗ mộ của Đức Thánh Mẫu là đi đường này phải không bác nhỉ? Đi thẳng đường này đúng không? Qua cửa ủy ban. Qua cửa ủy ban cũng thẳng thẳng luôn. Rồi. Qua bên đây tí. Lúc nào có tiền lẻ không? Để xem nào.